Đây là lý do tại sao rau mùi là thực phẩm tốt nhất cho tuyến giáp. Thông thường những bệnh nhân bị cường giáp và suy giáp được khuyên nên ăn hạt rau mùi vì nó có rất nhiều chất dinh dưỡng bao gồm cả chất chống oxy hóa. Hạt, lá và nước rau mùi có thể mang lại điều kỳ diệu cho người bị bệnh tuyến giáp. Lợi ích của rau mùi. Rau mùi là một trong những thực phẩm tốt nhất cho tuyến giáp. Thực phẩm chứa nhiều vitamin A, C và K. Lá rau mùi chứa nhiều vitamin C hơn so với hạt. Ngoài ra, lá cũng chứa một lượng lớn các đặc tính chống oxy hóa thực sự hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi hư hại bởi các gốc tự do. Ngành y học cổ truyền cũng đã sử dụng hạt rau mùi trong việc bảo vệ tuyến giáp. Dưới đây là 3 lợi ích của rau mùi có thể giúp bạn đối phó với tuyến giáp. Đầu tiên là đặc tính chống lại oxy hóa. Hạt rau mùi chứa đặc tính chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh rối loạn như tuyến giáp. Tiếp đến là quản lý cholesterol. Tuyến giáp thường liên quan đến rất nhiều bệnh và trong một số trường hợp, các bệnh mới bắt đầu phát triển do tuyến giáp. Nguyên nhân chính của bệnh tuyến giáp là sự gia tăng mức cholesterol toàn phần. Giờ đây, với sự trợ giúp của hạt rau mùi, bạn có thể kiểm soát lượng cholesterol của mình giữ hormone tuyến giáp ở mức ổn định. Và thứ ba là giảm cân. Nước hạt rau mùi có thể kích thích giúp giảm cân bằng cách hướng đến một lối sống năng động, lành mạnh và ăn uống sạch sẽ. Khi giảm cân hiệu quả sẽ kiểm soát mức độ tổn thương tuyến giáp của bạn. Ngoài việc tập trung vào rau mùi, cải thiện lối sống tổng thể cũng là cách để tránh mắc các bệnh liên quan đến tuyến giáp. Các lợi ích sức khỏe khác của rau mùi. Nước rau mùi giúp giảm bớt các triệu chứng viêm khớp bằng cách giảm sưng và khó chịu ở khớp, giảm rụng tóc và làm dày mái tóc của bạn. Folate trong rau mùi bảo vệ các tế bào chống lại tổn thương tế bào gốc. Hạt rau mùi thường được sử dụng để điều trị các vấn đề về tiêu hóa, ví dụ đầy hơi, chướng bụng, chuột rút, tiêu chảy, nôn mửa và buồn nôn. Kiểm soát lượng đường trong máu và loại bỏ độc tố của cơ thể. Ba cách chế biến rau mùi hiệu quả. Đầu tiên là trà rau mùi. Đầu tiên bạn đun sôi từ 10 đến 15 phút 2 muỗng canh hạt rau mùi trong một cốc nước trên ngọn lửa nhỏ. Sau đó để hơi nguội và chắt lọc lấy phần nước để uống. Đồ uống này nên dùng vào buổi sáng. Bạn có thể cho thêm mật ong để thưởng thức cùng. Thứ hai là nước rau mùi. Rửa sạch và ngâm một lượng 15 đến 20 lá rau mùi trong nước qua đêm. Sau đó uống nước này vào buổi sáng ngày hôm sau khi bụng đói. Để có hương vị thơm ngon, bạn có thể thêm một thìa nước cốt chanh. Và cuối cùng là nước lá rau mùi xay. Rửa lá rau mùi và cho vào trong máy xay sinh tố. Sau đó thêm nửa cốc nước, nước cốt chanh và mật ong rồi xay nhuyễn. Uống nước rau tươi này khi bụng đói vào mỗi buổi sáng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.